Tháng 10 đây là tháng tập trung của những anh em trên những cung đường chữ S của chúng tôi. Và hôm nay tất cả những thành viên từ Nam tới Bắc và các miền vùng miền đã tập trung tại thủ đô Hà Nội và bắt đầu xuất phát lên điểm đầu tiên, đó là tại đập Hòa Bình. Và bây giờ chúng tôi sẽ xin gửi tới tất cả các anh chị và các bạn những hình ảnh đầu tiên của những thành viên trên những cung đường hình chữ S của chúng tôi. Và tới đập Hòa Bình thì các bạn ấy đang bắt đầu giải lao và chụp hình tự sướng những chiếc xe, những con ngựa chiến của chúng tôi lại sắp thành hàng và bắt đầu chuẩn bị một hành trình tiếp theo, một hành trình mà cứ đến hẹn thì lại lên, một hành trình đi chinh phục tất cả khắp các vùng miền Tổ quốc. Và lần này chúng tôi sẽ chinh phục tất cả những cái đèo còn lại, đó là đèo Khao Phạ, đèo Pha Đin và Ô Quy Hồ. Ngày trước, năm ngoái chúng tôi đã chinh phục Mã Pí Lèng, một niềm vui. Và đây các bạn nhìn thấy không, rất là vui. Mọi người đang cùng ghi lại những khoảnh khắc với chiếc Leica. Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi đã đến Hòa Bình. Hai chị em cười cái nào. Rồi, rồi rất vui. Và đây người điều khiển của Leica. Anh ấy đang ghi lại những hình ảnh, những thước phim sống động nhất. Đấy. Đấy, và đây là những thành viên của chúng tôi. Những gương mặt hồ hởi, những ánh mắt, những nụ cười, và tất cả mọi người vẫn đang hồ hởi để chuẩn bị một chặng hành trình sắp tới. Vui rất tiếc mà tôi không thể vào được với chương trình kia, chỉ là những người ghi lại những khoảnh khắc của mọi người. Được cái toàn chưa? Hai. Những con ngựa, những chiến mã của chúng tôi đang tạm thời nghỉ để chờ chinh phục những cung đường, những con đường, những vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của đất nước. Một niềm hạnh phúc, một niềm vui không bờ bến sẽ gửi tới anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chào anh, chào mọi người. Và để ghi lại những khoảnh khắc đấy thì tất cả mọi người, chúng tôi sẽ chụp hình lại, ghi lại những bức ảnh. Và sắp tới các bạn sẽ được có những clip rất là đẹp. Đó là do một phóng viên người Nhật tên là, cũng tên là Nhật, sống tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Anh đang điều khiển một cái máy bay loại bé xíu. Đó mình chụp hình thôi anh. Nó cứ nghiêng nghiêng kìa, cẩn thận rơi. Dạ đây nhơi rơi là anh không bơi đâu đấy. Con này cũng đói rồi. Con này đói à? Mọi người đang rất là lín thở để chờ xem những hình ảnh, những clip được sẽ phát cho các bạn sắp tới trong một chương trình. Những gương mặt, những nụ cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc sẽ gửi tới các chị và các bạn trong số tiếp theo. Và sau đây chúng tôi cũng xin được phép được nghỉ trưa và và đây logo những người trên những người chị S sẽ gửi tới chị và các bạn.